Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của một cư sĩ. Kính bạch sư, nếu giữ 8 giới mà không giữ giới ăn sái giờ thì có lợi ích hơn giữ 5 giới không thưa sư ạ? Giữ tám giới mà không giữ mà bỏ cái giữ ăn phi thời thì vẫn lợi ích hơn giữ năm giới. Mình giữ năm giới thì mình lại có cái phước của giữ năm giới, nhưng mà còn những cái giới như trang điểm, múa hát, đang nghe múa hát nó sinh ra cái tâm phóng dật rất lớn. Nhưng mà không có giữ được trọn vẹn tám giới, giữ bảy giới cũng có thể thọ trì bảy giới cũng được, thì đấy nó không thành tựu bát quan trai giới, nhưng mà nó mình giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đấy, kể cả có những người giữ được năm giới mình có thể thọ năm giới, nhưng mà có những người người ta chỉ giữ được bốn giới, người ta không thọ năm giới, người ta thọ bốn giới. Có những người người ta chỉ thọ ba giới, có người thọ hai giới, người thọ một giới cũng được, còn hơn là không giữ giới nào. Thì trong tám giới vậy mình không giữ được cả, mình giữ được bảy giới, được sáu giới, năm giới, tùy theo khả năng mình giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giống như là bây giờ mình đi đến nơi nào đấy có bảy cái núi vàng ấy, mình không có bê hết, mình bê sáu núi thôi. Có tám cái cục vàng mình không có bê được hết, mình bê bảy cục rồi bê sáu cục đều được ha. Mỗi một giới là một cái tài sản rất là quý của mình, còn quý hơn vàng. Mình giữ được giới nào là mình sẽ hạnh phúc với giới đấy, chứ đừng nghĩ là phải ôm được hết mới ôm, mà ôm được ít cũng còn hơn là không ôm gì. Vậy nên là giữ được giới nào thì giữ, quan trọng phải giữ hết mới giữ.